Mỗi ngày một vị thánh. Truyện thứ 20. Ông Giuđa cựu, thánh tổ phụ, mừng kính mỗi ngày. Tổ phụ Giuđa là con trai của ông Jacob và bà Lea. Mặc dù vậy ông yêu thương Giuse và Benjamin nên dù là con thứ tư, Giuđa được Jacob ban cho chức trưởng nam, đứng đầu 12 chi tộc Do Thái, nhất là khi các anh ông là Reuben, Simeon và Levi đều phạm những lỗi rất nặng. Giuđa có ba con trai thì góa vợ, hai con đầu đã phạm trọng tội và bị Đức Chúa tước đi mạng sống. Ông cho rằng con dâu Tama bị nguyền rủa nên không cho kết hôn với con út. Vì vậy, Tama tìm kế để ngủ với Giuđa và sinh con cho ông nhằm giữ vị trí của mình trong gia tộc. Bằng cách cải trang làm gái điếm đeo mạng che mặt cài bẫy ông, Tama bị kết án thiêu sống vì chữa hoang, nhưng cô đưa ra bằng chứng Giuđa là cha đứa trẻ nên được tha. Một trong hai đứa trẻ sinh ra là Peret đã trở thành tổ phụ chi tộc Giuđa, tổ tiên của vua David.